xin chào tất cả các bạn chị quay trở lại cùng với các em trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay để trao đổi cùng với các bạn về một khổ thơ trong thi phẩm sang thu của tác giả hữu thỉnh đã bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này cùng với chị chưa nào bạn nào lên xem rồi thì điểm danh với chị ở dưới phần bình luận nhé được không ừ uhm, à đã có những bạn đầu tiên rồi đây hôm nay thì chị phát trực tiếp cùng với các em để cùng với các bạn trong thời gian mà các bạn học online ở nhà ấy thì chúng ta sẽ vẫn nắm bắt được những cái kiến thức nền của các tác của các tác phẩm ở trên lớp đồng ý với chị không? ừm ok xin chào quỳnh vân là quỳnh vân đúng không nào à bạn tuyết trinh nữa này xin chào các em và trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay ngay sau khi kết thúc thì đối với tất cả những bạn mà làm đầy đủ được những yêu cầu sau thứ nhất là tang ba bạn bè vào cùng học với mình này và chia sẻ phần phát trực tiếp này em sẽ nhận được bộ tài liệu đầy đủ về tác phẩm sang thu bao gồm dàn ý đoạn văn viết mẫu bài văn viết mẫu và phần liên hệ mở rộng nữa đồng ý với chị không cho nên là hãy làm đầy đủ các bước sau đó nhắn tin về cho chị để chị gửi bộ tài liệu cho các em nhé ừ, ở trên lớp các bạn học đến tác phẩm này chưa các em đã học đến tác phẩm sang thu của tác giả hữu thỉnh chưa nào <laughs> ok Mặc dù chúng ta đang uh, trong những ngày tháng của mùa xuân đúng không? <laughs> Nhưng mà không sao, chúng ta cũng bắt đầu bắt đầu cảm nhận được và bây giờ chúng mình hãy cố gắng là dành thời gian học về tác phẩm Sang thu của tác giả Hữu Thỉnh nhé. Các bạn đã học đến tác phẩm này chưa? À chưa học đến à? Chưa học đến Sang thu của Hữu Thỉnh à? Không sao, cũng sắp rồi đấy nhở Trong chương trình học kỳ 2 thì chúng mình cũng sắp học đến Sang thu của Hữu Thỉnh rồi. Không sao nếu chưa học thì ngày hôm nay cùng với chị tìm hiểu về một khổ thơ ở trong bài thơ này nhé. Ừm. À rất nhiều bạn đang gọi bạn bè của mình vào học này. Nhớ nhá, làm đủ hai bước trên để nhận bộ tài liệu đầy đủ. Chị tin chắc rằng là bộ tài liệu này không làm các em thất vọng. Chắc chắn luôn, bởi vì tài liệu đó thì được trích ở trong tài liệu dành riêng cho các bạn ở trong khóa học ôn thi vào lớp 10 mà. Đó cho nên là cực kỳ chi tiết và đầy đủ. Cố gắng nhá. Ừm, rồi xin chào các bạn. Ok. <laughs> à, các em có phải học online ở nhà không? Tình hình dịch bệnh rất là phức tạp. Chị biết được rằng là thời gian này các bạn đang phải học online ở nhà cũng khá là vất vả đúng không? Chúng ta cũng có rất nhiều những cái rắc rối khi mà học online ở nhà nữa. Nhưng mà chị tin rằng là nếu như mà với cái tinh thần tự giác của các em thì mọi cái khó khăn chúng ta đều có thể vượt qua được mà. Ừ. Và nếu như mà trong quá trình học online ở nhà Và trong cái việc mà chúng mình tự giác ôn luyện ý Có gì thắc mắc và có gì khó khăn Thì hãy chăm chỉ theo dõi Theo dõi những phần phát trực tiếp như thế này các bạn nhé rồi, ok. Và ngày hôm nay thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta đi phân tích học về kiến thức nền của một đoạn thơ ở trong bài thơ sang thu. Đó là khổ thơ đầu tiên. Khổ thơ đầu tiên, những bạn nào mà đã học về tác phẩm này rồi hoặc là những bạn nào mà đã biết đến bài thơ này rồi, cùng với chị đọc thuộc lòng khổ thơ đầu tiên của bài thơ nào. Nào cùng với chị đọc thuộc lòng khổ thơ đầu tiên của bài thơ. Hôm nay thì chị sẽ cùng trao đổi với các bạn nội dung của khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu nhá. Ok À em không phải học Hai hôm em đi học bị kiểm tra miệng hoài Ô <laughs> oh, sao đâu nhở Ra Tết là kiếm được những cái con điểm mà chúng ta gọi là những con điểm may mắn đấy Nên là phải chuẩn bị kỹ càng nhá Đừng để đầu năm mà bị những số điểm không tốt là mình cũng bị ảnh hưởng đấy Những cái số điểm không tốt xong rồi bị tâm lý cho những cái bài học sau thì cũng rất là nguy hiểm đúng không Rồi bây giờ cùng với chị đọc về khổ thơ đầu tiên trong bài thơ sang thu nhá Sang thu Bỗng nhận ra hương ổi, phả vào trong gió xe, xương trùng trình qua ngõ, hình như Thu đã về. Khổ thơ đầu tiên của chúng ta chỉ có bốn câu thơ thôi, bao gồm những cái câu từ mà chị vừa mới đọc này. Bỗng nhận ra hương ổi. Ok chưa? Trong lúc mà các bạn gọi bạn bè của mình vào học thì chị sẽ ghi ra cái khổ thơ này để các em nhìn rõ nhá. Bỗng nhận ra hương ổi. Và vào trong gió xe xương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về Ok chưa nào? Đây, đây sẽ là khổ thơ đầu tiên của chúng ta Khổ thơ đầu tiên trong bài thơ sang thu Đây là khổ 1 các em nhé Đây chính là khổ 1 bài thơ sang thu thì gồm có ba khổ giới thiệu một chút đối với những bạn mà chưa được chưa một lần tiếp xúc với bài thơ này thì đầu tiên chúng ta được biết tác giả hữu thỉnh là một nhà thơ cũng trưởng thành từ quân đội ok chưa cũng là một nhà thơ trưởng thành từ quân đội ông thường viết về con người cuộc sống ở nông thôn và cũng thường viết về mùa thu hữu thỉnh thì được độc giả biết đến với những trang thơ mang cái đậm nét cái hồn quê của Việt Nam, rất mộc mạc, rất dân dã nhưng cũng vô cùng tinh tế. Đặc biệt thì tác giả cũng đã từng tâm sự đối với ông thơ chính là kinh nghiệm sống và quả thực trong bài thơ sang thu này chúng ta không chỉ cảm nhận được một bức tranh mùa thu với những gì mà đặc trưng nhất với những cái nét dịu dàng với những cái cảm nhận tinh tế của tác giả về thiên nhiên mà qua đó chúng ta còn cảm nhận được cái kinh nghiệm sống của tác giả được gửi gắm ở trong bài thơ này cụ thể như thế nào thì khi tìm hiểu về toàn bộ bài thơ chúng ta sẽ được biết đối với bài thơ này thì rất ngắn thôi chỉ có ba khổ mỗi khổ thì bốn câu và thể thơ của chúng ta là thể thơ năm chữ rất đơn giản, rất ngắn gọn và rất dễ thuộc. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta uh, phân tích một cách hời hợt và rất là ngắn đúng không? Với bốn câu thơ này, chúng ta sẽ cùng với nhau bóc tách khai mở xem là tác giả đã sử dụng những hình ảnh như thế nào và qua đó ta cảm nhận được điều gì các em nhé. Ok chưa? Ừ và thi phẩm sang thu thì được hữu thỉnh sáng tác trong một ngày mà đầu thu tác giả ra vùng ngoại ô hà nội và khi mà đang bâng khuâng đang mơ hồ trong cái không khí của mùa thu thì tác giả bỗng nhận ra hương ổi và các em biết không hữu thỉnh thì viết tác phẩm này khi mà tác giả đang ở chính những cái vườn ổi ở ngoại ô hà nội đấy và những gì mà tác giả viết ở đây cũng rất là chân thực bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe xương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về nội dung đầu tiên nội dung của khổ thơ đầu tiên này chính là những cái tín hiệu giao mùa ok chưa chính là những tín hiệu giao mùa đây các em thấy không nhá từ hương ổi này rồi gió xe rồi đến sương là những cái tín hiệu cho chúng ta biết là mùa thu đã về cho nên là nếu như mà hỏi về cái nội dung khái quát nhất của khổ thơ đầu tiên trong bài thơ sang thu chúng ta biết rằng đây chính là những tín hiệu giao mùa những tín hiệu giao mùa Ok chưa? Về những cái tín hiệu giao mùa này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá Có những tín hiệu nào nhỉ? Đầu tiên chúng ta thấy tín hiệu đầu tiên chính là hương ổi Đúng không nào? Tín hiệu một của chúng ta chính là hương ổi tín hiệu đầu tiên chính là hương ổi hương ổi thì được tác giả miêu tả như thế nào ở đây nhá thì chúng ta có thể liên hệ mở rộng ngay tại đây được bởi vì sao bởi vì khi mà nhắc đến mùa thu thì người ta hay nhắc đến những hương những sắc mà đã được rất nhiều các tác giả đưa vào trong thi phẩm của mình đúng không nào ví dụ như là sắc vàng sắc vàng phai ở trong thơ của xuân diệu đây mùa thu tới mùa thu tới với áo mơ phai dệt lá vàng đúng không nhá ví dụ như thế hoặc là người ta cũng hay nghĩ đến những cái mùi hương rất đặc trưng của mùa thu như là hương cốm ở trong thơ của nguyễn đình thi đúng không nào à sáng mát trong như sáng năm xưa gió thổi mùa thu hương cốm mới đó là những câu thơ đặc chất của mùa thu nhưng ở đây cái tín hiệu mà giúp cho tác giả gợi nhắc đến mùa thu lại chính là hương ổi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu tại sao lại là hương ổi nhỉ à uh, nếu như với tác giả hữu thỉnh thì tác giả cũng đã từng chia sẻ là gì đó chính là hương ổi là một mùi hương nó gợi nhớ đến cái tuổi ấu thơ gợi nhớ đến những buổi chiều vàng với một dòng sông thanh bình một con đò lững lờ trôi những đàn trâu bò no cỏ giỡn đùa nhau và những đứa trẻ ẩn hiện trong triển ổi chín vàng ven sông nó giống như mùi bờ bãi mùi con trẻ sộc thẳng vào những miền thơ ấu thân thiết trong tâm hồn chúng ta mùi hương đơn sơ ấy lại trở thành chiếc chìa khóa vàng mở vào tâm hồn của mỗi người đó là cái chia sẻ của tác giả Hữu Thỉnh Và ở đây khi nhắc đến hương ổi Chúng ta biết được rằng đây là một mùi hương rất là đặc trưng của làng quê Đồng bằng Việt Nam đúng không nào Đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam Với một cái mùi hương mà đậm cái sự dân dã Đậm cái sự chân quê Và chính mùi hương đó tưởng chừng như là đã quá quen thuộc rồi Nhưng lại khiến cho tác giả bất ngờ với từ bỗng ok chưa đầu tiên thì về hương ổi này chúng ta thấy được đây là một cái mùi hương rất là dân dã này đúng không nào dân dã và mang đậm cái hồn quê ok chưa và ở đây hương ổi thì được tác giả miêu tả đầu tiên là đi liền với từ bỗng đi liền với từ bỗng đúng không nào thì từ bỗng này lại còn được đặt ở đầu câu thơ đầu bài thơ nữa nó diễn tả cái cảm giác như thế nào rất là bất ngờ đúng không rất bất ngờ này ngỡ ngàng này đúng không nào? Đột ngột đó. Bỗng nhận ra hương ổi, một mùi hương quen thuộc như thế đúng không nào? Một mùi hương quen thuộc như thế nhưng mà lại được tác giả bất ngờ nhận ra, đúng không? Ok chưa? Một mùi hương quen thuộc nhưng mà lại được tác giả bất ngờ nhận ra. Mở rộng thêm ở đây, em có thể đưa thêm cái lời tâm sự của tác giả Hữu Thịnh khi mà chia sẻ về những câu thơ này thì tác giả cũng đã chia sẻ rằng là cảm giác bỗng nhận ra báo cho chúng ta biết rằng trước khi nhận ra hương ổi ấy con người đang sống trong một cuộc sống hoàn toàn khác và theo nhà thơ cái cuộc sống ấy chính là cái sự thường nhật Chơ lì cảm xúc với bao nhiêu lo toan đời thường khi mà người ta bị cuốn theo cái vòng xoáy của cuộc đời khi mà tác giả à khi mà tác phẩm này ra đời khi mà đất nước ta đã bước vào những cái ngày hòa bình rồi các em ạ thì khi đó không còn là những cái bom rơi đạn nổ của chiến tranh nữa nhưng thay vào đó con người ta cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy của cơm áo gạo tiền của rất nhiều những cái lo toan bộn bề bởi vậy mà phải chăng chính những lo toan ấy đã cuốn chúng ta đi để rồi chính cái mùi hương quen thuộc này lại khiến ta phải ngỡ ngàng nhận ra, đó, đó chính là cái hàm ý của tác giả qua việc sử dụng từ bỗng này, đúng không nào? Phải đặt tự đặt ra câu hỏi các em nhé. Một mùi hương quen thuộc như thế nhưng mà tác giả lại miêu tả là bỗng nhận ra hương ổi. Ok chưa? Nhá. Đó, tiếp tục đấy là đi liền với từ bỗng, tiếp tục hương ổi còn đi liền với từ gì nhỉ? Từ phả nữa này đó từ phả nữa thì khi mà đi liền với từ phả này chúng ta thấy được đây là một cái mùi hương như thế nào à một cái làn hương rất là ngào ngạt và sánh đậm đúng không nào ngào ngạt và sánh đậm đó ok chưa ngào ngạt và sánh đậm đúng không nào hương ổi đi liền với từ bỗng thì diễn tả được cái trạng thái rất là bất ngờ và đột ngột mà tác giả nhận ra thứ hai hương ổi lại đi liền với cả từ phả nữa phả vào trong gió xe thì diễn tả được đây là một cái à một cái làn hương rất là ngào ngạt sánh đậm lan tỏa khắp không gian đó là cái tín hiệu đầu tiên của chúng mình tín hiệu một ok xong chưa các em có hiểu không các bạn có nắm được không nào các bạn nắm được chưa? Vậy là mới đến hai câu thơ thôi nhá, chưa hết hai câu thơ thôi mà chúng ta cũng đã có rất nhiều ý để phân tích rồi. Các bạn có nắm được không? Có hiểu không? Ừ. Và nếu như mà muốn, ừ, nếu như mà muốn biết được là với những kiến thức này chúng ta viết thành đoạn, viết thành bài như thế nào thì em hãy gọi bạn bè của mình vào học này, làm đủ hai bước này để nhận bộ tài liệu đầy đủ nhá. Ok chưa? Ừ. Nắm được chưa? Đó, đó là tín hiệu đầu tiên. À, có ạ. À. à, xin chào Quỳnh Anh. Ok. Ừ, hiểu rồi đúng không? Tiếp tục bây giờ chúng ta đến với tín hiệu thứ hai nhá. Tín hiệu 2. Tín hiệu 2 mà giúp tác giả nhận ra mùa thu đã về chính là gì? Gió xe các em ạ. Làn gió xe. Đó, tín hiệu 2 của chúng ta chính là làn gió xe chúng ta hiểu làn gió xe ở đây là gì nhở? à gió xe ở đây hay chính là những cái ngọn gió heo may một cái thứ gió rất là đặc trưng của mùa thu đất bắc đúng không? đó là một thứ gió khô và thoáng chút xe lạnh nhưng tác giả miêu tả làn gió xe ấy khi mà đặt ở trong cái bối cảnh này và đặt trong cái không khí của mùa thu thì chính làn gió xe đã làm dịu đi cái nắng oi ả và gai gắt của mùa hạ khiến cho làn hương ổi đây này kết hợp với làn hương ổi khiến cho làn hương ổi trở nên như thế nào nhỉ chúng ta cảm giác như là hương ổi như đang được sánh lại đúng không nào như nó sánh lại đậm đặc hơn và ngào ngạt hơn đúng không đó đó chính là tín hiệu thứ hai nhưng chưa dừng lại ở đó chúng ta còn thấy tín hiệu tiếp theo chính là xương À đây xương những tín hiệu thì chị sẽ gạch chân nhá còn những cái đặc điểm của tín hiệu đó thì chị khoanh tròn để các em nhận ra này tín hiệu một là hương ổi tín hiệu hai là gió xe bây giờ tác giả bước đến tác giả trong cái khoảnh khắc khi mà đứng giữa một cái vườn ổi như vậy đang chìm đắm trong cái làn hương ổi của mùa thu trong những cái làn gió xe như làm cho hương ổi trở nên ngào ngạt hơn sánh đậm hơn thì tác giả dường như cũng đã có cái sự cảm nhận sự thay đổi từ khứu giác xúc giác đúng không từ khứu giác này xúc giác này và bây giờ là cảm nhận bằng thị giác để rồi thấy được cái làn xương mỏng xương trùng trình qua ngõ đúng không tín hiệu 3 tín hiệu 3 của chúng mình chính là làn xương đó xương trùng trình qua ngõ hình như thu đã về ở đây xương thì chúng ta thấy được là tác giả đi liền với cả đi liền với cả từ láy là trùng trình ok chưa từ lấy trùng trình của chúng mình đây là một từ lấy chị thấy dùng rất là đắt rất là hay bởi vì sao trùng trình nghĩa là sao nhở khi mà các em sử dụng sách giáo khoa em sẽ thấy được cái cách lý giải trong sách giáo khoa giải nghĩa cho chúng ta ở trong phần chú thích ý thì trùng trình nghĩa là gì trùng trình nghĩa là gì nhở nào các bạn giúp chị nào các em có sử dụng sách giáo khoa ở đây không hay là đối với bản thân các em hiểu thì trùng trình nghĩa là gì xương trùng trình qua ngõ nào trùng trình ở đây nghĩa là gì nhở ừ nào các bạn giúp chị nào ok không các bạn giúp chị nào <laughs> à cố ý chậm lại đúng không ừ đấy trong sách giáo khoa thì chú thích cho chúng mình trùng trình có nghĩa là cố ý chậm lại cố ý chậm lại một cách đầy lưu luyến ở đây là gắn liền với cả từ xương đúng không nào từ lấy trùng trình là đặc điểm của tín hiệu thứ ba chính là xương gọi chúng ta liên tưởng đến một cái hình ảnh là những cái màn xương răng mắc lam những cái làn xương mà lẩn ở trong ngõ xóm giống như những cái đám mây nhỏ trên bầu trò và vừa mới xà xuống và phải chăng là xương như đang vẫn còn cố ý chậm lại cố ý muốn níu giữ lại chút gì đó của mùa hạ mà chưa muốn bước hẳn sang mùa thu đúng không xương trùng trình qua ngõ không nỡ làm tan đi vẻ đẹp do chính thiên nhiên tạo ra thì cái từ lấy trùng trình này các em thứ nhất là các em phải lý giải được giải nghĩa của nó ra nhé nghĩa của nó là gì đúng không nghĩa của nó chính là cố ý chậm lại và qua đó thì tác giả đã dùng cái biện pháp là nhân hóa để cho chúng ta thấy được rằng là làn xương như đang còn lưu luyến lưu luyến chút gì đó của mùa hạ chưa hẳn bước sang mùa thu Và đó cũng chính là một cái đặc sắc của mùa thu Là một cái đặc trưng của mùa thu đấy Những cái tín hiệu nó không phải là quá rõ rệt Nó vẫn còn gì đó vương vấn Vẫn còn gì đó lưu luyến của mùa hạ Bởi vậy mà nó tạo cái đà cho câu thơ tiếp theo này Hình như thu đã về Chính cái làn xương này Với cái sự trùng trình của nó Mà tác giả chưa thể dám khẳng định Rằng là thu đã về Mà là phải dùng một cái thành phần gì đây ạ à, các em nào, chúng mình học chưa? Các em học chưa? Một cái thành phần ở trong câu của chúng mình ấy. Hay học chưa nào? Hình như Thu đã về, đúng không? Ok chưa? Khi mà dùng cái lối nói giả định này phán đoán một cách không chắc chắn thì là gì nhỉ các bạn nhỉ? Nào tiếp tục kiểm tra bài cũ các em đây. <laughs> nào tiếp tiếp tục kiểm tra các bạn. Thì trong cái việc mà tác giả sử dụng từ hình như này thì đây chính là thành phần gì nhỉ? Thành phần biệt lập gì đây? Ừ, thành phần biệt lập gì đây nhở các bạn nhở chị biết là thành phần biệt lập rồi nhưng mà chỉ rõ ra chỉ rõ ra nó là thành phần biệt lập gì tên gọi của nó chúng mình học rất nhiều thành phần biệt lập các loại thành phần biệt lập ok không à đúng rồi chính xác đấy thành phần biệt lập tình thái nếu như mà gặp câu hỏi đọc hiểu của chúng mình liên quan đến đoạn thơ này hỏi là trong đoạn thơ tác giả đã sử dụng thành phần biệt lập gì nhớ chỉ ra được nhé là thành phần tình thái thể hiện qua từ hình như này ok chưa và cái việc mà sử dụng thành phần biệt lập tình thái thì nó giúp chúng ta thấy được là đây là một cái lối nói giả định không chắc chắn đúng không nào qua đó chúng ta thấy được này cái nhận định và cái cảm xúc của tác giả trong khoảnh khắc giao mùa thì tác giả đã giật mình và bối rối ôi rồi hình như thu đã về đúng không hình như thu đã về đó thì đầu tiên trong câu thơ này chúng ta sẽ phân tích cái thành phần tình thái hình như đã này hình như nghĩa là không chắc chắn đúng không không chắc chắn một cái lối nói giả định để thấy được rằng là những cái điều mà tác giả cảm nhận về mùa thu nó lại trở nên rất là mơ hồ lúc giao mùa có một chút gì đó nghi hoặc có một chút gì đó chưa chắc chắn, đúng không nào? Đó nhá. Đấy, thì cho thấy được là cái sự mơ hồ trong cái khoảnh khắc giao mùa. Trong khoảnh khắc giao mùa. Ok chưa? Đó. Tiếp tục chúng ta còn thấy gì nữa nhỉ? À, khi mà tác giả sử dụng một loạt những cái từ ngữ được kết hợp với nhau này. Bỗng này phả này và đến đây là hình như ta thấy được rằng là cái tâm trạng của tác giả có cái sự ngỡ ngàng đúng không có cái sự ngỡ ngàng có cái sự mơ hồ nhưng cũng có chút gì đó rất là vui mừng và hân hoan hạnh phúc trong cái phút giao mùa của vạn vật việc tác giả sử dụng một loạt những cái từ ngữ bỗng này kết hợp với phả này đúng không nào rồi kết hợp với cả từ hình như nữa thì cho thấy được cái đa dạng trong cái sắc thái trong cái cảm xúc của tác giả đúng không nào trong cái cảm xúc của tác giả là ở đây là tác giả vừa có cái sự ngỡ ngàng này đúng không vừa có cái sự mơ hồ này nhưng cũng có cái sự vui mừng hạnh phúc nữa đúng chưa ok chưa nhá đó và tất cả những điều này được đặt trong cái khoảnh khắc giao mùa của vạn vật đó thì chúng ta thấy được rằng là đây đều là những cái cảm nhận rất là tinh tế của tác giả lúc thu sang Và đối diện với những khoảnh khắc ấy chính là niềm vui của tác giả Chính là niềm hạnh phúc vô bờ Và phải thật tinh tế, nhạy cảm Thì nhà thơ hữu thỉnh của chúng ta mới cảm nhận được những cái bước sang thu rất nhẹ nhàng Như vô hình, từ hương thơm của làng quê Từ những gì không cụ thể nhưng làm xốn sang lòng người Các em nhận ra không? Ok chưa? Nhá À có bạn nào chép không ạ? À? Đây Chị nhắc lại này, các bước để chúng mình nhận được bộ tài liệu đầy đủ, ok chưa? Nghe chị nói như vậy xong rồi bây giờ khi mà chúng mình làm đủ được các bước này thì các em có thể nhắn tin về cho chị và nhận bộ tài liệu đầy đủ về tác phẩm Sang Thu, không chỉ có khổ thơ đầu tiên, chúng ta có khổ thơ thứ hai, khổ thơ thứ ba nữa, gồm cả dàn ý này, viết mẫu và liên hệ mở rộng nữa, ok chưa? Bởi vì sao? Bởi vì đây chính là cái bộ tài liệu đầy đủ mà chị chuẩn bị cho các bạn tham gia vào khóa học ôn thi vào lớp 10. Nếu như mà bạn nào bây giờ vẫn còn đang băn khoăn và muốn tận dụng cái thời gian của chúng ta học online tại nhà hoặc là tận dụng cái khoảng thời gian này để chúng ta ôn tập thật tốt cho cái kỳ thi vào 10 của chúng mình ấy thì hãy nhắn tin về cho chị nhé Ừ. Và nếu muốn tham khảo và muốn biết được là tài liệu của khóa học như thế nào Thì làm đủ các bước như trên để các em hình dung ra được Chị tin rằng là các bạn sẽ không sẽ sẽ không bị thất vọng bởi cái bộ tài liệu này đâu ừ. Ok chưa? À thôi mờ à đây em đợi một chút xíu nhá. Đợi một chút xíu mạng ổn định hơn thì nó sẽ rõ hơn. Ok chưa? Ừ, làm rồi thì nhanh chóng nhắn tin về cho chị nhá. <laughs> ok, thì trong buổi hôm nay chị đã cùng với các bạn trao đổi về khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu. Đây chỉ là những cái kiến thức nền thôi và những bạn nào mà ghi kĩ bít thì đây các em có thể lập thành một cái sơ đồ tư duy ngắn gọn để chúng ta không bị bỏ sót ý, để chúng ta không bị bỏ sót ý ở trong cái phần phân tích được chưa nào? Nhưng để biến được kiến thức nền này, này trở thành những cái bài văn những cái đoạn văn hoàn chỉnh thì còn rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến kỹ năng này liên quan đến phương pháp nữa. Chị sẽ gặp lại các bạn trong những buổi phát trực tiếp sau để trao đổi về phần đó. Ok không? Ừ, uhm. nhá. Được chưa nào? Và nếu như em muốn được thực hành nhiều này và được chấm chữa chi tiết, đồng hành cùng với các bạn khác, đồng hành cùng với chị trong cái quá trình ôn thi thì đừng quên là tham khảo khóa học ôn thi vào 10 cùng với chị nhá. Ừ. Uhm. OK chưa? Đó nhá. Đấy. Thì khóa học này à, học phí có như thế nào? OK, em có thể nhắn tin về cho chị để chị tư vấn những cái thắc mắc của em liên quan đến khóa học nhá, Phương Nhung nhá. OK không? Ừ, có cả những cái chương trình hỗ trợ cho những bạn nào mà còn đang băn khoăn về mặt học phí nữa. Nên là em yên tâm. Ừ, OK. Đó. Được chưa nào? Còn gì thắc mắc liên quan đến đoạn thơ này mà các em muốn hỏi chị không? <laughs> đây là một thi phẩm mà nhiều bạn thì yêu thích bởi vì nó ngắn nhưng mà chị nghĩ rằng là không phải lấy đó là một cái vấn đề để chúng mình yêu thích đâu mà hãy lấy những cái nội dung rất là sâu xa của tác phẩm này để yêu thích nó đấy các em thấy không chỉ cần qua bốn câu thơ thôi nhưng mà chúng ta phân tích được rất nhiều ý ở đây đây này Đúng không nào? Từng tín hiệu một và ở đây là chị phân tích từng hình ảnh và từng cái đặc điểm của hình ảnh đó. Chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta phân tích một đoạn thơ, đây chỉ là một trong những cách đó thôi. Ok chưa? Nhá. Nhưng mà nhớ là hãy trình bày khoa học và hãy học một cách hiệu quả, hãy tham khảo thêm nhiều những cái quá trình học những cái lộ trình ôn thi để chúng mình có thể tìm ra được cái lộ trình phù hợp với mình. Đồng ý không? Ừm. Uhm. <laughs> đó đây bây giờ bắt đầu gọi bạn bè vào học đây này thấy <laughs> chưa nào em nhìn thấy chưa các bạn nhìn thấy hết chưa ở đây thì đây chỉ là cái kiến thức nền thôi nhá và hãy hãy cố gắng là nếu chưa nghe rõ thì xem lại xem là chị đã nêu những cái ý như thế nào uhm ok bởi vì là có cả cái phần để mà chúng mình viết được thì chúng ta còn phải có cái phần mở đầu này phần kết thúc này tổng kết đánh giá này rất nhiều ý nữa chị sẽ gặp lại các bạn trong những buổi học sau liên quan đến những phần đó nhé ok chưa ừ đây thì vẫn giữ cái phương pháp học như cũ là chúng ta chỉ cần có thơ thôi chỉ cần có thơ trong tay thôi là chúng ta đã có thể phân tích được rồi từng hình ảnh một bóc tách nó đây các em thấy không tín hiệu đầu tiên chúng ta thấy được là trong đoạn thơ này tác giả nhắc đến những cái hình ảnh như là hương ổi này gió xe này rồi xương này đúng không nào và đặc biệt là cái đối tượng chính là thu đã về thì đây chính là những cái tín hiệu của mùa thu bắt đầu chúng ta đặt ra câu hỏi đó là những tín hiệu nào thì tín hiệu đầu tiên chính là hương ổi hương ổi thì được miêu tả với từ bỗng và với từ phả nội dung của nó ý nghĩa của nó ra sao bắt đầu chỉ ra này tín hiệu thứ hai là làn gió xe làn gió heo may không thể thiếu được của mùa thu đất Bắc Rồi tiếp tục chúng ta thấy được cả hình ảnh xương nữa này Và đặc biệt là từ trùng trình Được tác giả sử dụng rất đắt Nó có một cái ý nghĩa như là Cố ý chậm lại Và nó tạo cái đà để tác giả thốt lên rằng là Hình như thu đã về Đúng không? Đấy Cứ lần lượt như thế là chúng ta sẽ không bị bỏ sót ý Trong quá trình phân tích Và cũng không bị sợ khi mà đối diện với Một cái đoạn thơ mà chúng mình chưa nào học Đúng không nào? Ok không? À, bọn em năm nay thi thơ và thi thơ vào lớp 10 Ô đã biết được cái chương trình ôn tập là chỉ thi vào thơ thôi sao <laughs> Chúng ta còn có các tác phẩm văn xuôi nữa mà Đúng không? Nhớ Và đừng lo nếu như mà đối với những bạn nào mà tham gia vào khóa học Và đã đăng ký cùng với chị rồi Thì chị sẽ sớm gặp lại các em trong ngày khai giảng 21 tháng 2 thôi Ok không? Ừ, nhớ Rồi <laughs> Ok chưa? Rồi và chị biết được rằng là liên quan đến kiến thức nền của các tác phẩm thì các bạn cũng còn rất nhiều những cái thắc mắc nhưng mà đừng bỏ lỡ một cái bộ tài liệu rất là đầy đủ và chi tiết liên quan đến tác phẩm Sang Thu này nhá. Làm đầy đủ các bước và nhắn tin về cho chị được không nào? Ừ, còn bây giờ thì chị sẽ uh, sang trả lời tin nhắn của các bạn và bắt đầu gửi tài liệu cho các em đây, ok chưa? và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau nhé nhớ tham gia những buổi phát trực tiếp đầy đủ cùng với chị để có thêm những cái kiến thức và có thêm những cái giây phút ôn tập chúng ta chỉ cần ngắn thôi nhưng mà chị mong rằng nó chất lượng và và nó phù hợp với các em hiệu quả đối với các em đồng ý với chị không? Ừ, cảm ơn các em rất là nhiều vì hôm nay lên học cùng với chị và hẹn gặp lại các em trong những buổi học sau nhé, bye bye